thử làm ngược lại, tức là mình sẽ cho nó ăn khô. Đấy, con tôm này thì khá to so với nó nhé, xem nó có nuốt được không nhé. Nó chưa ngửi thấy mùi đớp này. Đấy. Thử xem nó có nuốt được không nhé. Nó tha đi, nó vẫn đang cố nuốt. Có vẻ rất là khó khăn, khá khó khăn đấy so với trong nước. Chắc là sẽ dùng chân nó xé ra những mảnh nhỏ để nó ăn thôi.